Cô xin chào các bạn học sinh và người thân mến. Hôm nay cô mời các bạn cùng đến với tiết học mỹ thuật lớp 4, chủ đề 1, màu sắc trong trang trí, bài 3, trang trí hình tròn. Trước khi vào bài học hôm nay, chúng ta cần phải kiểm tra đồ dùng học tập nha. Đầu tiên, các bạn cần có vở luyện tập mỹ thuật lớp 4. Còn đối với trường hợp bạn nào mình không có tập, các bạn có thể sử dụng giấy A4 giúp cô. Ngoài ra, các bạn còn phải chuẩn bị viết chì, thước kẻ, gôm, tẩy, bút màu và đặc biệt là còn phải có compa để chúng ta có thể vẽ được hình tròn. Cô mời các bạn quan sát một số hình ảnh sau nhé. Các bạn có thể thấy đặc điểm chung của nó là gì không? À đúng rồi các bạn, đặc điểm chung đó là những đồ vật này đều có dạng hình tròn và được trang trí vào trên đó. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài trang trí hình tròn. Mục tiêu của bài học là các bạn học sinh sẽ biết được cách trang trí hình tròn, biết cách dùng màu sắc, bài làm có đậm nhạt, màu sắc đẹp, rèn được kỹ năng khéo tay, phát huy óc sáng tạo, học sinh thêm yêu thích hội họa. Ở đây với phần quan sát nhận xét, cô mời các bạn quan sát hai hình ảnh dưới đây. Các bạn thấy ha, ở đây những cái hình tròn này được dùng họa tiết để trang trí. Và điều đặc biệt ở đây các bạn thấy là sử dụng các họa tiết sắp xếp theo kiểu khác nhau. Ở hình số 1 các bạn thấy là họa tiết được trang trí theo kiểu tự do và sáng tạo, ứng dụng nhiều hơn. Còn trang hình số 2 thì các bạn thấy là họa tiết được trang trí theo dạng cơ bản, đối xứng, lặp lại giống nhau. Thì ở đây nó sẽ chia ra làm hai trường phái trang trí. Đầu tiên đó là trang trí ứng dụng ở hình số 1, thứ hai thì được gọi là trang trí hình tròn cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang trí hình tròn cơ bản các bạn nhé. Ở đây cô có một số hình, các bạn cùng quan sát và cho cô biết các họa tiết nào thường được dùng trong những bài trang trí hình tròn. À đúng rồi các bạn, qua quan sát hình là các bạn thấy những cái hình ảnh quen thuộc như là họa tiết hoa, lá, con vật, ngôi sao, mặt trời thường được dùng trong trang trí đúng không? Rồi cô mời các bạn cùng quan sát về cách sắp xếp các họa tiết trong hình tròn như thế nào qua hai hình dưới này nha. Các bạn có thể thấy là họa tiết sẽ được sắp xếp đối xứng qua các đường trục của hình tròn như là trục ngang, trục dọc, trục xéo. Họa tiết đối xứng sẽ được vẽ giống nhau về hình dáng, kích thước cũng như là màu sắc. Họa tiết chính thì thường được vẽ to, rõ và sử dụng màu sắc nổi bật hơn họa tiết phụ. Em có nhận xét gì về màu sắc của các họa tiết trong trang trí hình tròn dưới đây? Ở đây cô có một số cái hình trang trí các bạn có thể nhìn cho kỹ ha. Các bạn thấy là họa tiết đối xứng giống nhau thì thủy tô màu giống nhau. Họa tiết chính có màu sắc nổi bật hơn là họa tiết phụ. Màu sắc thì sẽ có đậm nhạt, họa tiết có màu nhạt thì nền đậm và ngược lại, họa tiết có màu đậm thì nền nhạt. Và bài làm các bạn có thể sử dụng màu gam màu nóng, gam màu lạnh hoặc là các bạn sử dụng họa sắc màu sắc cho tươi sáng và rực rỡ. Ta thay bước sang phần cách vẽ. Ở đây các bạn thấy là đối với trường hợp bạn nào sử dụng vở luyện tập mỹ thuật ở trang 11 thì người ta mới cho các bạn cái hình tròn và yêu cầu các bạn trang trí. Và các bạn được biết là cô cũng mới nói xong, khi vẽ trang trí bắt buộc phải dựa vào các đường trục. Thì ở đây chưa có gì hết, thì chúng ta sẽ bước ấp số 2 là các bạn sẽ sử dụng những cái đoạn thẳng vẽ sát vào hình tròn tạo thành hình vuông cho cô. Sau đó các bạn sẽ sử dụng dựa vào hình vuông, các bạn vẽ được cô trục xéo, trục chọc, trục ngang để tạo có trục cho hình tròn. Sau khi xong thì các bạn sử dụng gôm, các bạn bôi hết phần thừa bên ngoài, chỉ để lại hình tròn cùng với các trục. Còn đối với trường hợp bạn nào mình sử dụng giấy A4, các bạn có thể dùng compa để vẽ một hình tròn có đường kính bằng 12 cm, mình suy ra bán kính từ tâm là bằng 6 cm. Thì sao cũng tương tự như vậy các bạn cũng sử dụng cô những cái đoạn thẳng vẽ sát bên ngoài hình tròn tạo hình vuông. Dựa vào hình vuông ta sẽ tìm được trục dọc, trục ngang và trục xéo, sau đó mình sẽ bôi đi để lại hình tròn cùng trục nha. Bước số 2, ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ dựa vào các hình mảng chính, mảng phụ để vẽ cho cân đối các bạn. Bước số 3 thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tìm họa tiết dựa trên các mảng mình đã mới phân lúc nãy tạo thành để tạo thành họa tiết. Ở bước số 4 thì các bạn sẽ tô màu theo ý thích. Và khi tô màu các bạn phải làm sao cho rõ cái họa tiết chính, phụ, phân biệt rõ màu sắc đậm nhạt giữa họa tiết với lại phần nền. Cô mời các bạn cùng quan sát qua video clip về cách trang trí hình tròn nha. Ở đây thì các bạn thấy ha, khi mình vẽ họa tiết thì chú ý vẽ cho cô là họa tiết to, rõ, tránh trường hợp vẽ họa tiết quá nhỏ.
Còn khi tô màu thì các bạn lưu ý dùm cô là chúng ta cần phải tô làm sao cho có đậm có nhạt, và khi tô có nếu có nền có nhiều lớp thì mình tô lớp đậm lớp nhạt. Còn về họa tiết chính thì mình phải tô sử dụng những màu sắc làm sao cho nổi bật làm rõ cái họa tiết chính lên thôi các bạn. Các bạn nhớ là khi vẽ những cái họa tiết to thì mình sẽ tiến hành tô màu nó sẽ đẹp. Còn nếu bạn vẽ quá nhỏ thì khi mình tô màu các bạn nó bị những chi tiết li ti thì rất là dễ bị lem ra ngoài ha. Ở đây cô cho các bạn xem tham khảo một số hình ảnh về sử dụng họa tiết trong trang trí hình tròn. Thì các bạn thấy là có rất là nhiều kiểu sắp xếp họa tiết khác nhau, rất là sáng tạo. Và các bạn quan sát đặc điểm là khi vẽ họa tiết chú ý vẽ họa tiết to, rõ, tránh trường hợp vẽ quá nhỏ, và khi vẽ là phải dựa vào đường trục. Rồi cũng như là một số hình mẫu và bài trang trí hình tròn các bạn thấy là rất là đa dạng và sáng tạo. Về việc sử dụng hình ảnh hoa, lá, con vật và gam màu, các bạn này dùng gam nóng, các bạn thì dùng gam lạnh. Còn các bạn là sử dụng hòa sắc, màu sắc tươi sáng và rực rỡ khi tô màu đúng không các bạn? Đến phần thực hành rồi các bạn sử dụng vẽ trang trí hình tròn giùm cô nha. Và các bạn chọn một trong hai trường hợp. Đối với tập thì các bạn vẽ trang trí 4 hình tròn trang 11. Đối với giấy A4 thì vẽ hình tròn có đường kính 12 cm. Và khi vẽ các bạn còn phải vẽ các trục và dựa vào trục để vẽ họa tiết. Sau khi vẽ hệ xong còn phải tô màu trang trí theo ý thích. Còn chú ý độ đậm nhạt nha các bạn. Một cái bài trang trí đẹp là phải có họa tiết đẹp, sáng tạo, màu sắc nổi bật, họa tiết chính phụ và có đậm nhạt. Và các bạn lưu ý là bạn nào mà làm xong các bạn có thể chụp hình gửi qua giáo viên chủ nhiệm, hoặc là các bạn có thể và các bạn có thể giữ lại sản phẩm và nộp cho giáo viên mỹ thuật sau khi học sinh nhập học trở lại sau dịch bệnh. Còn đối với trường hợp một số bạn nào mà có sử dụng app Black Dojo, các bạn có thể nhờ phụ huynh chụp hình lại và gửi cho cô giáo viên mỹ thuật nha. Cô mời các bạn đến với góc sáng tạo và ứng dụng. Các bạn thấy là trang trí hình tròn được sử dụng rất là nhiều và rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày chúng ta. Từ những ô cửa sổ dạng tròn, từ móc chìa khóa, hay là từ chén đĩa, thậm chí các bạn thấy là một số những cái công trình kiến trúc mà có mái vòm thì ở trên người ta có thể sử dụng dạng trang trí hình tròn để trang trí. Hoặc ở đây cô cho các bạn xem một số hình ảnh hết sức là quen thuộc luôn. À, trong đời sống hàng ngày là gì nào? Ví dụ như bánh kem trang trí hình tròn đối xứng nè, hoặc cái bánh da tròn tròn, các bạn thấy là những cái miếng chia đều nhau tạo họa tiết nè, hoặc là thậm chí tới trang trí một đĩa rau gì đẹp hơn thì người ta có thể ứng dụng với hoặc sử dụng trang trí hình tròn, hoặc là một số túi xách, những cái đồ treo hoặc là chén dĩa, các bạn thấy là sử dụng trang trí ứng dụng rất là đẹp đúng không? Hoặc là thậm chí người ta sử dụng trang trí hình tròn để tạo thành những cái logo của một công ty luôn đó các bạn. Cô muốn nói như vậy để cho các bạn thấy là mỹ thuật nó ứng dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày chúng ta và rất là quen thuộc đúng không? Và các bạn chú ý giùm cô, tuần sau mình sẽ học bài trang trí đường diềm, các bạn có thể chuẩn bị bài giúp cô. Còn bài học ở đây là hôm nay là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi tiết học ngày hôm nay.